Ai vậy? Alo, nghe ai vậy? Tôi rớt cái bàn. Nè, hello anh em nha. Nay anh em mình ngồi uống cà phê. Đó, bên kia là có hai em gái đang ngồi uống, em áo đen với lại em áo hồng múp múp á. Là bây giờ là kêu thằng Hiếu qua xin cái số. Số với lại Facebook luôn. Nếu mà cái con nhỏ áo đen đó nó mà cho á, là ông Thiền là phải trả cái chầu cà phê này. Còn nếu mà nó không cho là tôi trả. Rồi. Ok. Ok, giờ cam cho con lại anh em coi á. Coi lại được chưa? Qua wow. Rồi được vô được chưa? Cầm cái cam là cầm lấy người cầm về đứng vậy nè. Cầm đứng vậy nè. Trời ơi. Thôi cầm cam. Coi cầm gì nè. Có cái video mình được cầm luôn. Cầm gì nè. Có cái video mình được cầm luôn. Ok nha. Thôi. Rồi. Ở đây hả? Đi về luôn rồi. Đi tới đó đi vòng lại mình muốn quê á. Mình đi tới gió mình sắp vô mình muốn quê chứ mình đi tới đó. Đi về luôn. Rồi, tới đây, sẵn đi về luôn. Ừ, hai bạn ơi, mình làm cái clip YouTube á, bây giờ mình xin số điện thoại bạn với Facebook bạn được không? Không được anh ơi. Không, cái này là làm trải nghiệm bạn thử thách bản thân thôi mà. Đi giúp giùm mình đi. Chị kia. Đi giúp giùm mình đi mà. Năn nỉ luôn. Số điện thoại Facebook chị ấy anh? Không, làm cái clip thử thách chơi thôi. Đi, năn nỉ luôn. Trở lại nha. Trở lại đi, cũng đâu có làm gì đâu. Thôi em sao kiếm không ra. Bạn có kết nối với số điện thoại không? Tìm số điện thoại đó ra. Thì mày tìm Facebook mình đi. Phạm Hiếu. Không, 36 hả? Dạ. Rồi 62. Rồi 6. Rồi mình cảm ơn nha. Dạ. Sao? Facebook tìm không ra, và tìm được Zalo. Câu hỏi hả? Có câu hỏi không? Có điện thoại mới tìm được Zalo. Ừ, nhớ câu hỏi không? Rồi xong. Có chứ, đây nè, điện thoại đây nè. Chèo xoáy. Mày xin một đứa, còn bạn kia mày không xin thì kỳ với hai bạn đó không? Đâu nhưng mà cái bạn mà áo hồng là mày xin cho mày đi. Đúng không? Chán. Vậy là mở coi lại nha. Vậy là anh em mình xin được số điện thoại của hai bạn đó nè. Số điện thoại Zalo luôn. Đây nha anh em, bây giờ mình Facebook tìm không ra. Click vào lại đi. Tên lại nè. Đó, cho anh em coi này ha. À, đẹp không? À. Dễ thương không? À, nhưng mà bây giờ bốn thằng sao chia. Không, còn nữa. Em không nhận. Em không nhận cái kèo này. Bốn thằng sao chia anh em. Em vừa giờ chia ba đi. Nó chưa chứ người nào xin là người đó nhận đúng không? Mà người chúc nào xin mà người đó không chịu nhận thì cái thằng khác nó mới vô nó nhận.
nói chơi với anh em mà cho vui thôi ha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này của kênh Ben TV ha. Hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo. Hello anh em. Bye bye. Không, cái câu đó phải để Ben nói mới đúng. Nói Ben. Nói nào? Nói chào tạm biệt anh em rồi hẹn gặp lại anh em rồi skill em subscribe cho kênh ủng hộ kênh mình. Nói thì nói. Cần đánh phấn không? Nói. Quên. Nè, nói nè. Cảm ơn em đã xem video của mình, nhớ subscribe, like và share nữa hay, và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì em có thể nhìn thấy được. Bye bye. Bye bye. Bye. Nói phải nói, kênh mình là mình phải nói. Không có quen. Cái đó cứ được rồi đi rồi. Không có quen.